Cộng đồng người Việt ở Mỹ lo lắng về khả năng bảo lãnh người thân cũng như là các hình thức nhập cư khác của người Việt vào Mỹ trước chính sách hạn chế người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ đã có những nỗ lực để mà khỏi bị trục xuất và có thể bảo lãnh cho người thân sang Mỹ. Tuy nhiên, từ thực tế, sự thành công của đa số người Việt tại Mỹ cho thấy người Việt đã đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển của nền kinh tế Mỹ. Đài phát thanh quốc gia của Mỹ NPR vừa có phóng sự về cộng đồng người Việt tại Houston thuộc tiểu bang Texas, một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất ở Hoa Kỳ. NPR nhắc lại người Việt đầu tiên định cư tại khu vực này là ở thị trấn ven biển Seagrave ở bang Texas. Vào thời điểm đó, họ cũng đã gặp phải thành kiến và oán giận từ một số dân địa phương. Đỉnh điểm là vào ngày 25 tháng 11 năm 1979, khi nhóm phân biệt chủng tộc Ku Klux Klan 3K đến làng chài Seagrave đe dọa các dân người Việt Nam vì cho rằng họ đang tranh việc với ngư dân da trắng bản địa và đòi đuổi họ ra khỏi thị trấn. Bốn thập niên sau, người Việt Nam đang là một cộng đồng lớn mạnh tại ở vùng vịnh Texas. NPR cho rằng kinh nghiệm về tái định cư và hòa nhập của người Việt tại đây có thể làm cho người Mỹ có thái độ tích cực hơn với người nhập cư. Vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, nhiều người trong số những người nhập cư người Việt đến vùng vịnh Texas sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới không hề dễ dàng chút nào. Ông Thế Nguyễn, 61 tuổi, đến Seagrave vào năm 1978, khi đó mới 21 tuổi, và ông chọn nghề đánh bắt hải sản ở vịnh San Antonio và đã chứng kiến nhiều mâu thuẫn giữa ngư dân người Việt mới nhập cư với người dân Texas. Những người nghĩ rằng người mới đến cướp việc làm của họ, tuy nhiên, nhờ chăm chỉ lao động và tuân thủ pháp luật, người Việt đã dần dần làm thay đổi thái độ của người Mỹ. Mọi thứ dần đi vào ổn định, ông Thế Nguyễn bắt đầu cuộc sống yên ổn, lập gia đình và mở cửa hàng bán dụng cụ đánh bắt trên bến cảng cho tới ngày nay. Ông còn dùng 4 chiếc thuyền chở cua xanh đánh bắt mỗi buổi chiều. Cách Seagrave 240 km là Houston, là nơi có hơn 80.000 người Việt Nam sinh sống, đồng thứ hai sau bang California. Đại lộ Bell là con phố chính của Houston, được biết đến đó là Lido Sài Gòn của Texas, nơi có biển tên đường phố bằng tiếng Việt, có tiệm Don Cafe, một cửa hàng bánh mì rất nổi tiếng, và ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam ra đời nơi đây. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Di cư của Mỹ, công việc kinh doanh của người Việt ở Mỹ đang phát triển mạnh. So với những người nhập cư khác thì người Việt có thu nhập cao hơn, ít có khả năng sống trong cảnh nghèo đói hoặc là thiếu bảo hiểm y tế, và có nhiều khả năng trở thành công dân Hoa Kỳ, mặc dù là họ không thành thạo tiếng Anh. Mike Trịnh tự hào là một phần của cộng đồng doanh nhân người Mỹ gốc Việt thịnh vượng của khu Lido Sài Gòn ở Houston. Sau khi trở thành nhà vô địch quyền Anh, ông Trịnh đã mở nhà hàng hải sản My Seafood. Tất cả những gì tôi muốn nói là với tâm lý của người nhập cư, chúng tôi đặt mục tiêu tất cả vì việc làm cũng như là cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Ông Trịnh nói như vậy. Phóng sự của NPR kết luận rằng chính phủ của ông Donald Trump gần đây đã loại bỏ cụm từ quốc gia của những người nhập cư để nói về nước Mỹ. Tuy nhiên, tại Houston, các quan chức thành phố tự hào vì thành phố của họ đã trở thành nơi đa dạng nhất về sắc tộc ở Mỹ và người Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng này. Biện lý Harris County vào ngày 19 tháng 10 năm 2018 đã thông báo là bắt giữ ông Thomas Lum. Ông này là cảnh sát viên gốc Việt ở thành phố Houston. Thomas Lum là một trong những nghi can bị khởi tố trong vụ truy quét cờ bạc lậu và rửa tiền. Theo tin đài địa phương KHLU, cảnh sát Thomas Lum bị khởi tố vào ngày 18 tháng 10 vì đã bảo kê nhiều năm cho quán cà phê Thanh Quỳnh ở địa chỉ số 10804 Bel Air Boulevard, Houston, một tụ điểm kinh doanh cờ bạc trái phép. Vai trò của cảnh sát Lum là canh giữ cửa và ra vào những gian phòng bí mật ở trong quán, nơi mà các tay chơi đỏ đen bên máy game. Ông có nhiệm vụ quyết định xem ai là người có thể cho vào các phòng này. Biện lý Kim Orr cho biết ông Lum cũng là một tay cờ bạc máu me. Viên cảnh sát này đến quán cà phê nhiều lần khi đang mặc đồng phục, kể cả trong và ngoài giờ làm việc. Ngoài cảnh sát viên Thomas Lum,
Những người cùng bị khởi tố gồm các chủ quán, người quản lý và những nhân viên của quán có nhiệm vụ chung tiền cho các tay chơi. Theo viện lý Harris County, tên những người bị bắt bao gồm có cảnh sát viên Thomas Long bị khởi tố vì hai tội liên quan đến điều hành một phòng chơi game trái phép. Vũ Thế Võ, Cham Wong, Thi Nguyễn, Andy Võ cùng bị khởi tố tội rửa tiền. Báo Houston Chronicle trích lời cảnh sát trưởng Houston Ark Acevedo cho biết Thomas Lum là cảnh sát viên 42 tuổi và đã phục vụ nhiệm sở này từ năm 2007. Ông Acevedo gọi ông Thomas Lum là một sự ô nhục đối với huy hiệu cảnh sát. Vụ truy quét quán cà phê Thanh Quỳnh là một phần của chiến dịch kéo dài trong năm đã tấn công vào các điểm cờ bạc lậu trong khu vực Chinatown của thành phố Houston. Cho đến nay đã có 41 người bị bắt giữ và trong đó có hai cảnh sát viên Houston khác, đó là Larry Nguyễn và Huy Lý. Việt Nam đang định bán phần lớn cổ phần của công ty bia lớn nhất để có 4,85 tỷ đô, theo nhật báo The Wall Street Journal hôm thứ Tư ngày 29 tháng 11 vừa qua đưa tin. Đây có thể là một dấu hiệu cho giới đầu tư thấy rằng Việt Nam sẵn sàng bán quyền kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước cho ngoại quốc. Việt Nam muốn bán 53,59% hoặc là 343,3 triệu cổ phần của công ty Sài Gòn Beer, Sabeco, tên Việt Nam là Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, thường gọi là Nhà máy Bia Sài Gòn, hiện do nhà nước làm chủ, theo thông báo của Bộ Công Thương cho biết vào hôm thứ Tư như vậy. Nhà máy bia này tọa lạc tại đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, Sài Gòn. Trước đây là nhà máy bia Laser của Pháp, nhưng bị quốc hữu hóa sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sabeco mới đây có chuyến đi chào hàng tại Singapore vào ngày 24 tháng 11 và tại London, Anh vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Hiện nay, nhà nước làm chủ khoảng 90% Sabeco và có giá trị theo thị trường Việt Nam đó là 9 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam ra giá một cổ phần của Sabeco là 320.000 đồng, tức là khoảng là 14,10 USD, theo thông báo cho biết như vậy. Nhiều công ty nước ngoài lâu nay rất muốn mua cổ phần của Sabeco. Trong đợt chào hàng tại Singapore, một số đại diện của hai công ty Kirin Holdings, Sahi Group Holding Limited của Nhật có gặp các giới chức chính quyền Việt Nam, những người có mặt trong các cuộc họp này nói. Trước đây, hai công ty Thái và Singha Group của Thái Lan cũng muốn mua cổ phần của Sabeco. Theo WSJ, Việt Nam hiện là một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á, với số dân trên 90 triệu và theo dự trù thì mức tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ là trên 6%. Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng là một trong những thị trường ổn định nhất châu Á. Chứng khoán tại Sài Gòn tăng 40% năm nay. Những người thông thạo về tiến trình mua bán nói rằng Việt Nam muốn hoàn tất việc bán các cổ phần của Sabeco vào cuối năm nay. Và nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là đợt bán cổ phần công ty quốc doanh lớn nhất từ trước tới nay và có thể thu hút nhiều đầu tư mà lâu nay Việt Nam hứa là sẽ mở cửa thị trường. Một số nhà đầu tư nói rằng chính phủ Việt Nam chậm chạp trong việc thực hiện lời hứa mở cửa thị trường hoặc là không thực hiện nổi việc này. Tuy nhiên, một số khác thì tin rằng vụ bán cổ phần của Sabeco là bước đầu tiên đi đúng hướng. Họ đang cho thấy họ nghiêm túc trong việc mở cửa thị trường Việt Nam để mà thu hút đầu tư. Ông Steven Mantle, giám đốc phụ trách huy động vốn của Việt Fund Management ở Sài Gòn, nói rằng là tăng trưởng kinh tế làm cho Việt Nam được nhiều nhà đầu tư chú ý hơn. Theo luật hiện hành thì Sabeco chỉ có thể bán tối đa là 49% cổ phần cho bên ngoài. Như vậy, nếu muốn mua phần lớn cổ phần của Sabeco, Việt Nam phải đổi luật để một công ty nước ngoài mới có thể mua phần lớn hoặc là toàn bộ cổ phần của một công ty nhà nước. Sabeco bắt đầu được cổ phần hóa vào hồi năm ngoái, ban đầu không thu hút nhiều đầu tư, thế nhưng bây giờ giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp đôi. Đây là một trong những công ty quốc doanh lớn nhất Việt Nam sản xuất các loại bia hiệu 3 số 3 và Sài Gòn Beer và chiếm 40% thị phần của thị trường bia toàn quốc.
Thật là quá bất ngờ với tình hình hiện nay, khi mà nhiều người tị nạn gốc Việt ở Mỹ cũng bị bắt giam và còn nguy cơ bị trục xuất. Thế nhưng nếu có trục xuất thì họ về đâu? Có những thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là những người tị nạn sang trước năm 95 là không thể trục xuất. Nhưng mới đây có đến 100 người Việt giam giữ và trong đó có người tị nạn. Trong tháng vừa qua, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã bị rung chuyển bởi việc gia tăng bắt và giam giữ những người Mỹ gốc Việt và họ có thể bị trục xuất. Các nhà tổ chức biết rằng gần 100 người Việt đang bị giam giữ, phần lớn là trại giam ở quận York ở Pennsylvania và tạm giam ở Crum ở Florida. Jessica, một luật sư luật di trú và giám thị chương trình Detention Watch của tổ chức American for Immigrant Justice ở Miami, đã nói chuyện với một số người vừa mới bị giam tại cơ sở tạm giam Crum. Bà nhận xét rõ ràng là hầu hết những người bị giam đã lớn lên và ăn học ở Hoa Kỳ, có gia đình và việc làm. Những thành viên của cộng đồng người Việt đang bị giam chủ yếu là vì những lỗi lầm lâu năm trước. Bà nói thêm, khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này sẽ thường dẫn đến các hậu quả bất công. Những người tị nạn Đông Nam Á từ Việt Nam, Campuchia và Lào đến Hoa Kỳ với số lượng lớn sau hậu quả của chiến tranh Mỹ tại Việt Nam. Hơn 1 triệu người chạy trốn bạo lực, diệt chủng và đói khát đã được tái định cư tại Hoa Kỳ giữa năm 1975 và năm 1995, là cuộc tái định cư người tị nạn lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những năm tiếp theo cũng như được cho thấy sự gia tăng trong di trú từ Việt Nam, khi mà ngày càng nhiều người tái đoàn tụ gia đình thông qua các bản kiến nghị xin visa theo diện gia đình. Tương tự như các cộng đồng Đông Nam Á khác, người tị nạn Việt Nam chủ yếu tái định cư tại các khu vực nghèo tài nguyên và nguồn lực trong nước Mỹ. Hậu quả là họ phải đối mặt với những đói nghèo cùng cực và kỳ thị chủng tộc trong cộng đồng mới của mình, khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề với cảm giác bị cô lập. Sự trỗi dậy của hệ thống công nghiệp nhà tù vào những năm 1980 và năm 1990 dẫn đến cầm tù và buộc tội hàng loạt, khiến cho nhiều người Việt tị nạn và di dân trẻ bị kẹt vào hệ thống công lý hình sự. Người Việt Nam đã dính vào hệ thống công lý hình sự nhiều hơn bất kỳ cộng đồng Đông Nam Á nào khác, anh Tùng Nguyễn, người đã sáng lập ra API ROC, là tổ chức đấu tranh cho sự tái hòa nhập của những người châu Á Thái Bình Dương đã từng bị cầm tù tại quận Cam, chia sẻ rằng bản thân anh Tùng trước đó đã bị cầm tù 18 năm trời, vẫn còn nhiều định kiến trong cộng đồng mình về những người từng bị cầm tù mà đã khiến cho chúng ta tiếp tục giữ im lặng về những vấn nạn này. Trong số những người tị nạn Đông Nam Á, việc giam giữ và bắt buộc trục xuất đã ảnh hưởng lên cộng đồng Cambodia nặng nề nhất. Điều này hầu như là bởi vì bản thỏa thuận hồi hương đã ký giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã ngăn chặn việc trục xuất của các cá nhân đến Mỹ trước năm 1995. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam không chấp nhận các nhân không thể chứng minh quốc tịch hay là thường trú của họ trước đó tại nước này. Do các điều khoản cụ thể trong bản thỏa thuận với Việt Nam, cộng đồng chúng tôi cứ đinh ninh là mình sẽ được bảo vệ khỏi việc trục xuất. Cô Nancy Nguyễn, giám đốc điều hành của Vietlead, một tổ chức cộng đồng tại Philadelphia, cho hay. Nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát cộng đồng chúng tôi. Và kết quả là sự gia tăng đáng lo ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí là đối với những cá nhân mà theo bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được. Ông Vinh Lý là một trong những cá nhân này, sinh ra trong một trại tị nạn năm 1982. Ông đến Mỹ từ Việt Nam vào năm 1989 cùng gia đình của mình. Ông bị dính líu trong một vụ án liên quan đến ma túy vào năm 2002, khi ông mới tròn 20 tuổi. Ông Vinh bị cầm tù vào năm 2002, đã đến trụ sở của ICE để mà trình diện hàng năm kể từ đó. Ông đâm nghi khi một nhân viên ICE yêu cầu là trình diện sớm hơn hạn và ông đã liên lạc những người tổ chức lân cận và Vietlead. Theo ông Vinh cho hay, tôi cảm thấy lạc lõng và sợ hãi
và không nghĩ là điều này sẽ lại xảy ra với tôi, vì tôi không phù hợp với các điều kiện dưới bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Vinh đã thực sự bị ICE giam cầm. Nhờ phản ứng nhanh từ những người biện hộ, những người tổ chức cùng những người ủng hộ mình, ông Vinh đã được ICE thả ra khỏi trại giam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng ngay sau đó lại bị còng tay lại và đưa lên một chiếc xe bus từ Philadelphia đến trung tâm giam cầm ở quận York. Khi tôi được thả ra thì việc đầu tiên mà tôi muốn làm là về nhà với gia đình, ông Vinh cho hay như vậy. Khi mà các tổ chức cộng đồng toàn quốc đã bắt đầu nhận các cuộc gọi từ các cá nhân người Việt bị ảnh hưởng cùng gia đình của họ, những người tổ chức và biện hộ người Việt đã phản ứng trước cuộc khủng hoảng này qua việc thành lập một mạng lưới hỗ trợ toàn quốc. Các gia đình người Mỹ gốc Việt đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất cần biết là họ không cô độc. Cô Quinding, một giám đốc điều hành của SEARAC, là một trung tâm hành động nguồn lực Đông Nam Á, chia sẻ. Họ có cả một cộng đồng đang đấu tranh cho họ. Chúng tôi đang tổ chức trong cộng đồng mình và khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp tìm kiếm giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Anh Tùng Nguyễn từ APIROC cho biết thêm, luật di trú và công lý hình sự không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt điều này xảy ra với cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị hay là người thân của mình đang bị ảnh hưởng bởi sự việc này, xin hãy gọi số 856-320-6668 để được hỗ trợ bởi Vietlead. Dưới đây là một số tư liệu hỗ trợ những người có nguy cơ bị trục xuất. Nhận hỗ trợ miễn phí về luật, danh mục của SEARAC về các cá nhân và tổ chức chuyên về lĩnh vực trục xuất hình sự và về người Mỹ gốc Đông Nam Á. Hiểu biết quyền lợi của mình, ai cũng có một số quyền lợi cơ bản, bất kể ai là Tổng thống. Sự đột kích của Trump trong các cộng đồng di dân, chúng ta biết những gì? Quý vị có thể làm những gì? Bản hướng dẫn tư liệu cho những người Mỹ gốc Đông Nam Á đang đối mặt với việc trục xuất hình sự, SEARAC, và liên hệ Trung tâm Luật Di trú của toàn quốc. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.